Kính thưa quý cô chú bác và quý anh chị. Ở tiểu bang Texas vừa xôn xao một nhà tài phiệt tỷ phú vừa qua đời bởi tình trạng một chiếc xe đã lao xuống nước và sau rồi chiếc xe đã chìm xuống và nạn nhân trong chiếc xe đã không qua khỏi. Báo chí thì rầm rộ đưa tin và nói rằng nhà tài phiệt ngành vận chuyển Angela Chow đã say trong lúc lái chiếc xe Tesla của bà và đã lùi xuống ao rồi chết đuối và hồi tháng trước là một điều tra từ cảnh sát công bố sự việc diễn ra tại một điền trang ở tiểu bang Texas. Cảnh sát cho biết theo BBC đưa tin, văn phòng cảnh sát quận Blanco phát giác nồng độ cồn trong máu của Angela Chao cao gần gấp 3 lần theo giới hạn cho phép của pháp lý từ tiểu bang. Người phụ nữ 50 tuổi này đã qua đời sau bữa tối vào ngày 10 tháng 2 năm 2024 cùng với một nhóm bạn tại khu tư gia ở gần Johnson City anh rể của bà lãnh tụ đảng Cộng hòa tại Thượng viện, Mitch McConnell nói tới thảm kịch này trong buổi phát biểu từ chức của ông. Vào ngày thứ Tư, ngày 20 tháng 3 năm 2024, Văn phòng Cảnh sát quận Blanco công bố kết quả điều tra, kết luận rằng cái chết của Angela Chao đó là một tai nạn xui rủi mà thôi, không phải là do tình trạng ám sát giữa các đối tác làm ăn với nhau. Angela Chow mời bảy bằng hữu từ thời còn học ở trường kinh doanh Harvard tới Ngao Du và cuối tuần tại Điền Trang rộng 900 mẫu anh của mình. Họ tham dự buổi hòa nhạc của ca sĩ nhạc rap Pitbull ở Austin vào đêm ngày hôm trước, theo cảnh sát ghi nhận. Sau bữa tối tại nhà tiếp khách vào đêm bà qua đời và lái xe trở về căn nhà chính của mình. Đến ngã ba bà đã vô tình lùi chiếc xe SUV 7 chỗ Model X xuống ao. Một trong những người bằng hữu Amber nói với các thám tử rằng Angela Chao gọi cho anh lúc 11 giờ 42 đêm và nói rằng xe của cô đã chìm nghỉm dưới nước và bà bị kẹt ở bên trong đó. Angela Chao nói rằng là nước đang dâng cao còn bà thì sắp chết rồi. Tôi yêu bạn, phúc trình của cảnh sát viết. Sau đó cô ấy nói lời giã biệt chính tôi. Cuộc trò chuyện kéo dài chỉ 8 phút đồng hồ. Phúc trình của cảnh sát mô tả cách mà thân hữu của bà Angela Chao và cảnh sát cố gắng cứu bà như thế nào. Một số người điên cuồng la hét hối thúc cảnh sát xuống cứu Angela Chao. Cảnh sát cuối cùng phải đập bể cửa sổ bên buồng lái của chiếc xe hơi bị ngập nước, kéo cô ta ra khỏi xe. Cô ta được tuyên bố là từ trần lúc 1 giờ 40 phút sáng vào ngày 11 tháng 12 năm 2024. Xét nghiệm máu cho thấy nồng độ cồn trong máu của cô ấy là 0.233 g trong 100 ml. Giới hạn pháp lý ở Thái là 0.08 g có trong 100 ml. Anh Sơn là cháu là chủ tịch kiêm giám đốc điều hành công ty vận chuyển hàng hải của gia đình. Công ty Formos Group, công ty vận hành hạm đội tàu chở hàng toàn cầu. Gia tộc Trang có tài sản ròng trị giá một con số tiền lên đến 14,2 tỷ đô la Mỹ theo Fox thống kê như vậy. Cô ấy kết hôn với Jim Rayer, một tỷ phú đầu tư mà hiểm. Chị ruột của cô ấy là Alan Chow kết hôn với thượng nghị sĩ McConnell và từng là bộ trưởng giao thông dưới thời cựu tổng thống George Bush và cũng là bộ trưởng lao động dưới thời này. Khi tuyên bố vào tháng trước rằng ông sẽ từ chức lãnh tụ phe thiểu số tại thượng viện, McConnell cho rằng tác động và thảm kịch gây ra cho gia đình của ông là nguyên nhân dẫn tới quyết định từ chức của mình. Nhiều nhà phân tích nói rằng đây là sự đe dọa và hẳn nhiên ở bên trong phần dưới có những diễn biến những con sóng ngầm mà họ đang muốn thanh trưởng lẫn nhau và muốn khống chế lẫn nhau trong tất cả những chính trường về chính trị. Sự thật là như vậy. Những đối tượng càng muốn đứng đầu càng nổi danh thì những lực lượng đánh phá lại càng muốn đe dọa và không chỉ đe dọa dạ chính đương sự của người đó mà cả những người thân yêu những đặc biệt là họ khống chế bằng những người thân thiết nhất mà đương sự đang muốn bảo vệ và vị trí của một tổng tư lệnh của hợp chủng của hoa kỳ cũng không ngoại lệ và hàng ngày các vị đó vẫn phải đương đầu với biết bao nhiêu đe dọa dạ và nguy hiểm đến không chỉ tính mạng của mình và cả gia đình vợ con những người thân yêu nhất của mình nữa Kính thưa quý cô chú bác và quý anh chị, nhiều người đã cảm nhận được trận động đất vừa qua lên đến, đến 4,6 độ Richter ở Malibu, ở gần Little Sài Gòn và nhiều người nói thực sự đó, những diễn biến đó làm cho chúng ta cảm thấy cuộc sống thực sự mong manh và không biết chuyện gì khi trận động đất có thể lớn hơn và rung mạnh hơn. Và nhiều người nói rằng thực sự người dân ở Melbourne đang gặp biến cố động đất 4,6 độ Richter gần Melbourne, California vào trưa ngày thứ sáu ngày 9 tháng 2 năm 2004. Chấn động đất đã làm rung chuyển nhiều nơi ở cả Nam Cali, trong đó có cả vùng Little Sài Gòn. Cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ USGS loan báo như vậy. Chấn động đất xảy ra lúc 1 giờ 47 phút trưa ngày thứ sáu cách Melbourne khoảng 7,5 dặm về hướng Tây Bắc và cách Thousand Oaks 8 dặm về hướng Tây Nam. Tâm chấn nằm sâu khoảng 8,7 dặm ở dưới đất. Nhiều nơi ở Los Angeles đã cảm nhận được sở cứu hỏa Los Angeles LAFD cho hay trên mạng xã hội hãy chuẩn bị đối phó với dư chấn. LAFD khuyến cáo cư dân thực hiện những biện pháp an toàn khi có động đất như nấp dưới bàn ghế tránh xa cửa nẻo thậm chí cư dân ngay vùng Little Sài Gòn ở Orange County, nơi mà có nhiều đồng hương gốc Việt chúng ta đang sinh sống cũng đã cảm nhận được trận động đất. Có người còn cho hay rằng họ thấy nhà cửa của mình bị rung đến vài giây. Theo đài ABC7 đưa tin khán giả ở Huntington Park, ở San Bernardino, Lancaster và Costa Mesa. Những người này họ cũng nói rằng họ cũng có cảm nhận được và hiện tại vẫn chưa có thông tin gì về vấn đề thiệt hại được báo cáo từ nhà hữu trách. Kính thưa quý vị, tân hoa hậu Nhật gốc Ukraine trong cuộc thi hoa hậu Nhật Bản trong năm nay và nhà tổ chức cuộc thi đã cho biết cô đã từ bỏ danh hiệu sau khi một tạp chí loan tin về mối tình của cô với một người đàn ông đã kết hôn. Theo hãng tin AP đưa tin vào ngày thứ ba ngày 6 tháng 2 năm 2024. Carolina Sino đăng quang Hoa hậu Nhật Bản vào ngày 22 tháng Giêng năm 2024, gây ra một cuộc tranh luận mới trong công chúng về ý nghĩa của người Nhật tại một quốc gia mà sự đồng nhất chủng tộc và dòng máu dân tộc vẫn được coi trọng. Trong một bản tin đăng tải trên Instagram vào ngày thứ hai, Sino nói rằng sau khi bài báo loan tin cô đề nghị từ bỏ vương miện và xin thôi việc tại công ty người mẫu, cô cho biết lời đề nghị của cô được chấp thuận. Tạp chí Weekly bernson tuần trước đưa tin sino có quan hệ tình ái với một bác sĩ đã có vợ ban đầu sino tỏ vẻ công nhận mối quan hệ nhưng nói không biết người đàn ông nọ đã kết hôn sau đó sino cho biết lời giải thích trước đó của cô không đúng sự thật và cô biết về tình trạng hôn nhân của vị bác sĩ và ông đã kết hôn cô đưa ra lời xin lỗi và cảm thấy bàng hoàng sợ hãi trước bản tin và hoảng hốt nên không thể nói ra sự thật Tôi rất biết lỗi vì gây ra rắc rối to lớn và hành động như thể phản bội lại tất cả những người ủng hộ tôi. Cô nói trên Instagram như vậy. Shino cũng tạ lỗi với vợ của người đàn ông và gia đình của ông ta, cũng như các bên có liên quan khác. Văn phòng đơn vị tổ chức Hoa hậu Nhật Bản và ngày thứ ba cho biết việc từ bỏ danh hiệu của Shino được chấp thuận và vương vị dành cho Hoa hậu Nhật Bản năm 2024 sẽ vẫn còn đó. Nhà tổ chức cho biết họ rất coi trọng trách nhiệm vì đã gây ra sự xáo trộn và tạ lỗi với các nhà tài trợ, ban giám khảo và những người có liên quan. Ban đầu họ đứng về phía Sino dựa trên lời giải thích ban đầu của cô, nói rằng bị bác sĩ mà cô qua lại nói với cô rằng ông đã ly hôn và cô cắt đứt với ông khi biết được sự thật. Vụ bê bối làm dấy lên làn sóng chỉ trích Sino trên mạng xã hội, nhưng cũng đặt ra câu hỏi vì sao cô lại bị trách cứ nhiều nhất trong vụ ngoại tình. Người đàn ông trong vụ lùm sông Takuma Meda Người có ảnh hưởng trên mạng xã hội mệnh danh là bác sĩ cơ bắp thừa nhận trên Instagram rằng ông không có ý định ly hôn với vợ và xin lỗi vì gây chắc trở cho Sino cùng với những người khác. Mẹ đà cam đoan sẽ cống hiến hết mình cho công việc và đời tư. Trong nền văn hóa nam quyền của Nhật Bản, phụ nữ được kỳ vọng là những người mẹ, người vợ thảo và bị trừng phạt công khai nhiều hơn nam giới trong các trường hợp ngoại tình. Năm ngoái, công ty quản lý của minh tinh danh tiếng Nhật Bản Riko Hiroshi đình chỉ hợp đồng làm việc của cô vô thời hạn vì cáo buộc ngoại tình với một đầu bếp có tiếng tăm đã có vợ. Shino sinh sống tại Nhật Bản từ khi chuyển tới quốc gia này lúc 5 tuổi, thành thạo Nhật ngữ Shino nhập tịch vào năm 2022. Cô từng làm người mẫu và cho biết mình có ý thức mạnh mẽ về bản sắc Nhật Bản như bao người khác, bất chấp diện mạo da trắng của mình. kính thưa quý vị một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh xin trân trọng